rất tốt. Công Phượng, một cú sút thẳng của Công Phượng, tuy nhiên bóng đi không chính xác. Bóng vẫn trong chân các thủ Palestine. Xuân Trường không thể lấy bóng, cú sút nguy hiểm. Bóng đi chạy cột dọc, vừa rồi là cú treo bóng của Quang Hải cho anh Đức. Đấy, không được. Rất đáng tiếc. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Thủ môn đội bạn đã băng ra rất nhanh. Quang Hải và Văn Quyết cũng có thể đá. Đánh đâu? Anh Đức, không được. Trọng tài đã thổi phạt lỗi của anh Đức trong số 4 cầu thủ trên 23 tuổi được huấn luyện viên Park triệu tập ở đợt tập trung này. Chúng ta cùng xem lại. Bóng vẫn trong chân cầu thủ Palestine. Rất nguy hiểm. Như vậy là lưới của Đặng Văn Lâm đã tung lên. Một pha không chiến và Đa Bác đã ghi bàn. Cầu thủ mang áo số 9, Ode Đa Bác đã ghi bàn. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng này của Palestine. Đình Trọng không thể áp sát và cản phá tình huống này. Đa Bác có chiều cao quá tốt. Anh Đức rất tốt, Văn Quyết sút đi, không được. Một pha hạ bóng vào chân phải và tung ra cú sút vào chân trái, tuy nhiên thì bóng đi quá nhẹ. Cú đường truyền rất hay của anh Đức. Văn Thanh truyền vào. Anh Đức đến đâu? Không vào, rất đáng tiếc. Văn Quyết, một quả phạt góc cho Việt Nam. Anh Đức đang ôm đầu tiếc nuối. Ra ngoài. Chính xác là thủ môn đội bạn cản phá. Quang Hải, không vào. Trung vệ Bùi Tiếc. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đường truyền quá hay của Văn Thanh. Anh Đức đánh đầu trúng cột dọc. Thủ môn đội bạn đã bất lực rồi, tuy nhiên thì bóng lại tìm đến đúng cột dọc. Nếu pha đánh gót ngẫu hứng của Văn Thanh. Công Phượng, anh Đức sút. Anh Đức đã sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của anh Đức. Công Phượng ghi bàn. Xin lỗi bạn, Công Phượng kiến tạo và anh Đức ghi bàn thắng. Cú sút rất hiểm hóc của tiền đạo đang chơi cho Becamex Bình Dương. Công Phượng đi bóng quá dẻo, anh vặn sườn hậu vệ đối phương và truyền cho anh Đức. Anh Đức đỡ lại một nhịp và rất bình tĩnh. Đức, Công Phượng đang rất trống trải. Công Phượng có thể sút, không được. Một pha sửa lòng. Anh Đức và Công Phượng đang cho thấy sự ăn ý trên hàng công của U23 Việt Nam. Và Văn Hậu, vẫn là Văn Hậu, đứng chuyền vào. Vẫn còn Văn Thanh. Quang Hải, Công Phượng dứt điểm. Siêu phẩm của Công Phượng. Một pha sút bóng quá đẹp của tiền đạo bên phía câu lạc bộ thì một lần nữa tung bay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đường truyền của Quang Hải, Công Phượng không chế bóng và sút quá đẹp.
một pha hạ bóng đúng tầm chân và tung ra một cú sút quyết đoán của Công Phượng. Duy Mạnh áp sát rất tốt, một phong cách phòng ngự rất chặt chẽ của U23 Việt Nam, rất nguy hiểm, không vào. Tiền đạo bên phía Mohanad Youssef đã vượt qua sự truy cản của Duy Mạnh. Không, đó là Văn Thanh. Rất nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Vẫn là thủ Palestine. Rất tốt. Văn Lâm đã sửa sai bằng một tình huống bắt bóng tốt. Trước đó thì anh đã xử lý lỗi. Rất nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Vẫn là thủ Palestine. Rất tốt. Văn Lâm đã sửa sai bằng một tình huống bắt bóng tốt. Trước đó thì anh đã xử lý lỗi. Rất tốt. Rất tốt. Một pha bay bóng quá đẹp của Đặng Văn Lâm. Rất tốt. Rất tốt. Một pha bay bóng quá đẹp của Đặng Văn Lâm. Rất nguy hiểm. Một đường lên bóng của các thủ Palestine. Tuyến 2. Không vào. Cầu thủ vừa băng lên dứt điểm đó là hậu vệ cánh trái Mohamed Rashid. Văn Quyết. Cơ hội Văn Quyết. Ghi bàn 3-1. Một pha cửa lòng quá hay của Văn Quyết. Văn Quyết. Cơ hội Văn Quyết. Ghi bàn 3-1. Một pha cửa lòng quá hay của Văn Quyết.